trong con cá đó. Các bạn mới ra câu là gặp mưa rồi đó, không biết có thế nào đây nữa ha. Lại liền người cũng dính luôn hả Đạt? Mới uống xô nè, chỉ cần mới đi có xíu anh em ơi, không ăn được kìa. Đâu rồi nó ra chứ lạ hay mùa nước lên này thì cá rô nhiều lắm nha các bạn, chỉ cần câu một vài tiếng đồng hồ thì cá rô dư ăn luôn á. Cũng 2 tiếng đồng hồ cũng được bao nhiêu đây nè nghe mọi người. Bây giờ chiều xuống rồi, bắt đầu anh em mình cùng làm cá để nấu cháo ăn nha mọi người. Đó, mọi người xem ở đây nước nổi ngập tới đó đó. Bây giờ mình cứ làm cá ở trên trước cửa nhà thôi, còn ở ngoài sân là nước ngập hết. Lúc bữa lên nướng cá luôn nha mọi người, có cá chê câu được cũng lớn lắm nè. Thằng thì sắc hành, thằng thì sắc gừng, thằng đấm tiêu nha, cùng nhau làm ăn cho vui. Cái này mình nửa ký chúng ta chắc được ha. Này về là cái giớn có ba lớn đây vậy mày dám nhúng xíu trong nhà mày ơi, con lọt ở trong mình cái xíu đó. Để ngoài được không? Cái lọt chút xíu đó mày dám chen luôn cái ký trong mình. Hay lắm đó ông ơi. Đây nó đi. Chắc cái đó
lẩu cháo cá ngô đồng nha mọi người. Cái này cá chê, hồi chiều mà mấy anh em câu được cá chê quá lớn, bây giờ mình nướng luôn. Cái dạng kiểu của mình ăn vô được như thế.